Lời khuyên dành cho những người phụ nữ dưới 30 tuổi. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Đặng Thị Mai Tâm. Tôi là chuyên gia chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Trong hơn một năm qua thì tôi đã giúp cho hàng trăm khách hàng của mình khỏe mạnh hơn mà không phải sử dụng thuốc, từ đó giúp cho khách hàng tự tin hơn, thông minh hơn và xinh đẹp hơn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người cái câu chuyện của tôi. Trước đây thì tôi rất là trẻ con và tôi rất dễ bị căng thẳng và stress. Chỉ những việc vụn vặt nhỏ nhặt thôi cũng có thể khiến tôi stress. Và cái việc stress đấy thì sẽ dẫn đến là cả ngày hôm đấy là tôi thấy rất là buồn bực và cảm thấy không tập trung được trong công việc. Và mình mong muốn là mình có thể thoát khỏi cái tình trạng stress đấy để lấy lại được những cái niềm vui ở trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày, để mang lại cân bằng cho mình, từ đó giúp cho mình có thể khỏe mạnh hơn và phòng tránh được các bệnh tật. Vậy thì tôi đã vượt qua những cái rào cản, những cái khó khăn khi mà gặp phải stress như thế nào, thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người cái cách mà tôi đã làm. Nó cũng chỉ rất là đơn giản thôi. Thì thứ nhất đấy là tôi cần tăng cường thể lực, để khi mà mình có thể lực khỏe mạnh thì cái tinh thần của mình nó cũng sáng suốt hơn. Thì hàng ngày tôi sẽ dậy sớm vào khoảng lúc 5 giờ sáng để tôi tập thể dục thể thao. Hiện tại thì tôi đang chọn cái bộ môn là mình đi bộ ra ngoài công viên và chạy vòng quanh công viên. Nhưng mà đợt gần đây thì không khí ô nhiễm thì tôi đã không còn đi bộ nữa, và tôi sẽ luyện tập ở trong nhà bằng các cái bộ môn như là Zumba. Một số chị em thì cũng có thể bật các cái video lên để mình luyện tập yoga, đúng không? Anh em thì có thể là sử dụng các cái bộ môn xà, hiện nay là có những cái xà đơn gắn ở trên tường, sử dụng rất là tiện ích. Thì tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, tùy thuộc vào điều kiện môi trường thì mình có thể chọn những cái cách để mình luyện tập thể dục thể thao để tăng cường thể lực và tăng cường trí lực cho mình. Cách thứ hai, đấy là khi mà mình gặp phải một cái vấn đề mà mình cảm thấy stress thì mình không nên bỏ qua nó mọi người nhé. Mình sẽ không bỏ qua tất cả những cái gì mà mình cảm thấy khó chịu và gây bí bách cho mình, thì mình sẽ ngồi để mình phân tích lại và mình nhìn sâu vào cái vấn đề đấy, xem vấn đề thực sự của nó là ở đâu, và mình sẽ phân tích kỹ xem cái vấn đề đó có ảnh hưởng nghiêm trọng đến mình hay không, và cái nguyên nhân dẫn đến vấn đề đấy là gì, và mình có thể giải quyết được cái vấn đề đấy như thế nào. Mình có thể giải quyết được vấn đề đấy như thế nào và mình sẽ tìm ra những cái cách để mình có thể giải quyết vấn đề đấy, mà lần sau mình sẽ khi mà gặp vấn đề đấy thì mình có thể có những cái cách thức để mình đối diện với vấn đề và vượt qua vấn đề rồi. Và cái cách cuối cùng đấy là mình sẽ rèn luyện cái việc mà chấp nhận thử thách, chấp nhận đối diện với những cái vấn đề đấy để mình vượt qua mỗi ngày. Vấn đề hôm nay có mức độ khó là 1, mình vượt qua nó trong vòng 2 đến 3 lần gặp phải thì mình có thể lên đến gặp cái bức vấn đề ở mức độ căng thẳng ở mức số 2, và cứ như thế mình sẽ luyện tập mỗi ngày để đối diện với những cái vấn đề đấy, thì sau này khi mà gặp lại những cái vấn đề nhỏ đấy nữa thì nó đã không còn là vấn đề của mình nữa rồi, và mình có thể dễ dàng vượt qua những cái căng thẳng, những cái stress ở trong cuộc sống mỗi ngày, từ đó giúp cho tinh thần của mình thoải mái, mình sẽ trở nên xinh đẹp hơn, thông minh hơn và tự tin hơn mỗi ngày, và mình chính là những cái người mà sẽ có sức hút đối với những cái người khác, bởi vì là mình không còn là một cái người mà gọi như nào nhỉ, mình không còn là những người thiếu tự tin này, mình là những người tự tin, và mình không còn là những cái người bi quan, mình là những người rất là lạc quan, bởi vì là gặp phải những vấn đề đấy thì tôi đã có cách giải quyết rồi, còn nếu không có cách giải quyết thì tôi sẽ tìm cách giải quyết để tôi có thể vượt qua nó mỗi ngày. Và mình chúc cho tất cả những người đang xem video này sẽ tìm được ra được những cái cách để mình có thể vượt qua được những căng thẳng stress mỗi ngày, để cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc hơn mỗi ngày, và gia đình của mình cũng trở nên hạnh phúc hơn nhờ vào bản thân mình. Và mọi người muốn theo dõi thêm những cái thông tin nữa về kiến thức bổ ích mà Tâm chia sẻ thì hãy subscribe kênh YouTube này của Tâm, và ai còn có những câu hỏi gì thì có thể comment xuống dưới để Tâm trả lời nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye!